Em ơi, mua được hũ kẹo sô-cô-la rồi, mình đi về nhà ăn thôi. Dạ, đi thôi anh ơi. Về tới nhà rồi, ăn kẹo thôi anh ơi. Ý quên, anh chưa mua kẹo nước ngọt, em ở đây giữ hũ kẹo nha. Bây giờ anh đi mua kẹo nước ngọt, rồi mình về mình ăn chung nha. Dạ. Anh hai đi mua kẹo nước ngọt gì từ sáng giờ mà chưa về nữa. Giận anh hai luôn. Anh cậu bé đã đi rồi, bây giờ mình lấy cái hũ kẹo này ăn thôi. Sô-cô-la. Nhiều màu quá đi. Wow, nhiều màu chứ nè. Em ơi, anh mua kẹo nước ngọt về đây nè. Vậy mình cùng nhau ăn kẹo đi anh. Ủa, mà kẹo đâu em? Ủa? Kẹo đâu? Mới đây mà. Đâu lúc anh đi mua kẹo nước ngọt, em ở nhà ăn hết kẹo đúng không? Em đúng là đồ ham ăn, anh không chơi với em nữa đâu. Nè bên kia, bạn ăn kẹo của mình đúng không? Vậy là mình đã hiểu lầm em của mình rồi. Em ơi, cho anh xin lỗi nha, anh đã tìm được hũ kẹo rồi nè. Anh hai tìm được hũ kẹo rồi hả? Vậy mình cùng nhau ăn kẹo đi anh hai.